Đấy nha, Minh Audio Đông còn ít dây AV hàng tồn kho của Đức đây. Chỗ này tầm 30 giây lại đăng lên mồi chào anh em. Thật ra đây là những sản phẩm tốt mà cửa hàng luôn luôn muốn nhập về. Những sản phẩm tốt, giá bình dân, chất lượng nhập về để anh em nào có nhu cầu chơi thì lựa chọn. Những sản phẩm này nó tốt thật sự anh em nhé. Nếu anh em so sánh với những cái dây của Trung Quốc trên thị trường. Đây, tôi cứ hay mang cái dây Choi Si của Trung Quốc này ra. Anh em mua cái dây này nó cũng tầm 100.000, dài 1m8. Thì cái dây của cửa hàng bán đây là dây AV Đức tồn kho. Có cái thì nó tách đôi ra, có cái thì nó liền nhau bởi vì nó hàng cũ, hàng tồn kho bên kia. Nên là cái dây này giá cửa hàng bán chỉ có 200.000 thôi. Nhưng cái chất lượng sử dụng và chất lượng liệu cấu tạo của cái dây này nó khác biệt rất nhiều so với cái dây Choi Chi của Trung Quốc này. Ngày xưa cửa hàng cũng phải dùng những cái dây này bởi vì không có cái nguồn nhập hàng này mà. Thì bây giờ nó có cái hàng rất tốt này thì cửa hàng nhập về để anh em có thể tiếp cận những cái mặt hàng tốt mà giá rẻ, chất lượng. Nó chất lượng và nó xịn hơn ở những cái gì? Đó là những cái đầu cắm này. Anh em nhìn thấy cái viền vàng này, nó rất dài. Nó rất dài. Thì khi anh em cắm vào âm ly hoặc là vang hoặc là lọc nhạc hoặc đầu đĩa, nó sẽ ôm chặt vào cái đầu AV. Thì khi đó nó sẽ không bị thiếu mát, nó sẽ truyền tải đầy đủ cực âm cực dương. Còn cái dây này các bác cắm một thời gian, cái vò viền này nó rất mỏng. Anh em bóp mạnh cái là nó móp vào. Đây tôi bóp cái nó đã vênh này đó. Thì là các bác cắm một thời gian nó gãy, nó vỡ nát, thì nó sẽ bị thiếu mát. Thiếu mát thì nó sẽ làm cho âm thanh các bác không bao giờ nghe được. Nó sẽ không ra tiếng trên âm ly, hoặc là ra tiếng thì nó sôi, nó ù, nó rè đó. Và cái điều quan trọng tiếp theo đó là cái lõi trong cái dây kém chất lượng này thì nó mỏng manh, chỉ vài sợi thôi, nó như những sợi tóc mỏng manh các bác cắt ra, không tin cắt ra. Còn cái dây này thì bên trong nó lõi nó rất nhiều, nên độ truyền tải tín hiệu nhạc nó sẽ rất tốt. Điều đó thì nó sẽ bổ vào người thôi, bổ vào người là cái nguồn nhạc nó hay, các bác nghe nó sẽ phê hơn đó. Thì dây này cửa hàng báo giá cho anh em là 200.000 một dây, giá tại cửa hàng em nhé. Đây gọi là một dây đó. Mỗi về hai đầu thì AV. Thì em đặt hàng thì để địa chỉ hoặc nhắn tin gọi điện, hoặc để địa chỉ rõ ràng, phải có số điện thoại anh em nhé. Ở phần bình luận hoặc nhắn tin gọi điện cho tôi sẽ gói gửi cho anh em đến tận nơi qua dịch vụ Viettel. Tiền ship các bác sẽ phải trả nhé, bởi vì cửa hàng chỉ báo giá tại cửa hàng. Tiền ship các bác ở Hà Nội là 17.000. Anh em ở tỉnh thì tiền ship là 30 đến 38.000. Tại sao có chênh nhau 8.000? Bởi vì có ông 35.000, có ông 36.000. Bởi vì có bác ở thành phố, có bác ở huyện, có bác ở xã, vùng sâu vùng xa. Đấy là do dịch vụ của Viettel họ tính tiền. Nó giống như là tiền công các bác không đi thì mình phải trả cho người mang đến đấy. Đó. À, cái số mấy chục nghìn là quá rẻ so với cái quãng đường xa xôi mà anh em ship nó mang đến cho các bác. Đó. Cửa hàng báo giá rất rõ. Dây xịn, dây chuẩn chỉ, hàng AV tồn kho của Đức anh em nhé. Dài 1m9, dài 1m9. Dây này bán rất nhiều trong thời gian vừa qua và đều có phản hồi rất tốt từ các bác khách hàng. Ngày nào cửa hàng cũng được gói đi cho anh em. Đây, một đống nữa. Xong rồi có bác mua 3-4 giây, có bác mua 5 giây. Một đống thôi. Ok, xin cảm ơn. Xin cảm ơn anh em.